chào mọi người đã quay trở lại với kênh của xưởng gỗ Nguyên Khối Long Ly. Và trong clip ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu với mọi người một bộ sofa góc. Với những cái bộ sofa góc thì đa phần là sẽ được làm theo thông số cũng như là yêu cầu của khách hàng, nên là em sẽ đính kèm ra một cái file 3D để mọi người có thể tham khảo các thông số chi tiết. Và bộ này thì được bên em dựng theo yêu cầu của chú Đạt đến từ Hà Nội. Và để mọi người có thể nắm bắt các thông số một cách dễ dàng hơn thì em xin phép giới thiệu với mọi người là từ trên xuống dưới. Đầu tiên đó chính là cái phần tựa này. Và như mọi người thấy, với các cái mẫu sofa trên thị trường thì đa phần là người ta sẽ làm cái phần tựa chỉ có 30 phân thôi. Nhưng mà với bên gỗ Long Ly thì đa phần là em sẽ tư vấn với khách hàng là nên sử dụng những cái phần tựa 40 phân như này. Thì khi mà sử dụng những cái phần tựa 40 phân như này thì mọi người sẽ có cái cảm giác thoải mái hơn, bởi vì nó sẽ đủ cái chiều cao để có thể đệm lưng của mọi người. Và thứ hai nữa là nhiều khách hàng có nhu cầu đặt một cái đệm và dày khoảng 5 phân lên trên nữa ấy, thì với cái tựa 40 phân này sẽ cực kỳ là hợp lý mọi người. Đó, mọi người thấy không, rất là đẹp luôn. Và như mọi người thấy này, cái phần tựa này cũng được bên em lọc lựa đều là những thành phần rất là xỉ đẹp của gỗ. Đó, mọi người thấy không, kể cả mặt trước như mặt sau nó là những thành phần mà đẹp cả 6 mặt luôn. Bên gỗ Long Ly thì luôn luôn cố gắng để làm sao mọi người được những thành phần không ôm tâm, không bám rác và không khoanh măng, rất là xỉ đẹp của gỗ. Em sẽ cố gắng hết mức trong cái khả năng của bọn em. Và thứ hai nữa đó chính là hầu như các cái mẫu sofa của gỗ Long Ly thì em sẽ đều làm cái phần tựa này sẽ phủ qua phần tay. Và khi mà làm cái phần tựa này phủ qua phần tay thì phần tay sẽ được đưa đẩy sâu vào bên trong. Mọi người thấy không, em sẽ khoét một cái lỗ vuông là 15x15, đưa phần tay này vào bên trong. Và mộng sẽ được đính ở chính giữa bên trong này. Và bên dưới này cũng sẽ có mộng nha mọi người, bên dưới cũng sẽ có mộng này. Và khi như thế thì tất cả được kết nối với nhau bằng mộng rất là dày, to, bản rộng. Thì cái bộ sản phẩm đầu ra sẽ cực kỳ là chắc chắn. Kể cả mọi người có thể đạp, dùng hết sức bình sinh đạp vào cái tựa này thoải mái luôn, không hề ấn gì luôn. Và như mọi người thấy này, các cái đường bên em lọc lựa gỗ này đều là những thành phần gỗ cực kỳ là xỉ, đẹp. Mọi người rất là xỉ đẹp của gỗ luôn. Đều là những thành phần không ôm tâm, không bám rác. Và khi mà dựng mộc đây, mọi người thấy không, nó rất là bén mọi người ạ. Đòi hỏi cái tay người thợ rất là cao. Đó, mọi người thấy không. Và điều thứ hai nữa đó chính là với những cái sản phẩm ở sofa bên gỗ Long Ly thì đa phần là em sẽ sử dụng những cái tấm ván tràn 70 phân như này. Bao giờ sử dụng cái tấm ván tràn này thì chất gỗ nó sẽ đanh hơn. Và bao giờ cái gỗ bản rộng cũng sẽ giá trị hơn là những cái tấm chỉ có khoảng 50-60 phân thôi. Và bình thường những cái hàng sản phẩm phổ thông trên thị trường là họ sẽ dùng đẩy cái phần tựa này cắm sâu xuống dưới. Và như mọi người thấy này, ở phần bên dưới đây, tất cả phần quây bên dưới này cũng sẽ được bên em làm là dày dặn là 4 phân đủ mọi người nhé. Và thang sẽ được đan cả hai lớp, cả trên và cả dưới. Cứ cách khoảng 40 phân thì em sẽ đan một cái thang để mọi người được một cái sản phẩm cực kỳ là chắc chắn. Bởi vì với những cái thành phần của gỗ nguyên khối nó rất là nặng, nên là nhiều khi mọi người có công chuyện gì ấy, mọi người sẽ cầm ở bên dưới mọi người di chuyển. Đó, thì đòi hỏi cái phần quây này phải cực kỳ là chắc chắn. Đó. Và đi sâu vào phần bên trong góc. Và như mọi người thấy thì với những cái mẫu sofa góc thì nó sẽ có hai kiểu. Thứ nhất là phần bo góc như này, tạo ra một phần bo góc để mọi người có thể đầy bình hoa hoặc là một bức tượng bên trong. Và cách thứ hai đó chính là hai phần bo góc này sẽ giao nhau, vuông góc với nhau. Đó, đấy là tùy theo cái nhu cầu của mọi người nhé, tùy theo không gian cũng như là sở thích của từng người. Và như mọi người thấy này, các cái thành phần gỗ đều những thành phần rất là đẹp, rất là xỉ đẹp luôn, mọi người thấy không? Đây, làm cực kỳ là bén, kể mặt trước mặt sau này, nó bén như này cơ mà, mọi người thấy không? Đó, phần tựa này, đó. Và như mọi người thấy, để mọi người, để cho mọi người cái cảm giác nó thoải mái hơn thì cái phần này là cái phần mà đệm lưng này, đó, phần bên dưới là đằng sau này, em sẽ soi một cái mũi nhỏ. Phần bên này sẽ soi một cái mũi to để mọi người có cảm giác nó thoải mái hơn khi mà chúng ta sử dụng. Và một điểm nhấn nữa của những cái sản phẩm bên gỗ Long Ly thì đa phần là em sẽ làm cái phần chân này sẽ liền luôn với phần quây. Như thế mọi người thấy không? Nó sẽ là một cái tấm gỗ bản rất là rộng. Đó, liền luôn với phần quây bên dưới. Và nếu mọi người không để ý trên thị trường thì có thể mọi người sẽ mua phải những cái hàng là hàng ghép phần quây với phần chân là hai như thành phần tách rời và chỉ có bắn đinh bắt vít lên trên thôi. Đây là cũng một đặc điểm mà mọi người có thể lưu ý khi mà đi chọn hàng trên thị trường. Bao giờ những cái sản phẩm mà liền như này thì con hàng cũng sẽ cực kỳ là chắc chắn nha mọi người. Đó, nói chung là khi mà bên em gặp một cái vấn đề gì thì em sẽ cố gắng hết mức để làm sao mọi người được những cái sản phẩm chất lượng nhất trong cái khả năng của bọn em. Và như mọi người thấy thì cái bàn này gỗ nó rất là xỉ mọi người nhá. Đây, mọi người có thể nhìn thấy phần đầu này rất là xỉ đẹp luôn, em quay ra phần đầu bên kia để cho mọi người có thể xem được. Đây, tất cả đều là những thành phần gỗ rất là tuyển chọn mọi người nhá. Đó, không ôm tâm và không bám rác. Nhưng mà cái bàn này khi mà em xẻ gỗ ra ấy thì nó lại xuất hiện các cái đường vân đen rất là đặc thù như này. Nó không phải là rác nha mọi người, nó không phải là rác, tất cả đều là thịt. Nhưng mà đây là một cái sản phẩm mộc ấy thì em vẫn có thể dùng tẩy, em sẽ tẩy mờ cái đường vân này đi. Nên là các cái đường vân này nó không phải là một cái điều gì lỗi lớn mọi người nhá. Quan trọng nhất là chúng ta được những cái thành phần xỉ đẹp. Và điều chú ý thứ hai đó chính là cái phần mặt ở bên dưới của những tấm mặt bàn. Nếu mọi người không để ý, với những cái sản phẩm phổ thông trên thị trường thì đa phần là họ sẽ ghép đôi, họ sẽ ghép hai miếng. Và khi mà ghép hai miếng thì chúng ta đã chốt mộc hai đầu rồi.
thì dùng một thời gian nó sẽ co ngót, thì chính cái vết ghép này sẽ toác đôi ra nha mọi người. Đây là một đặc điểm mà mọi người nên lưu ý khi mà đi chọn hàng trên thị trường đó. Có thể là mọi người mua ở đơn vị của em hay là bất cứ một cái đơn vị nào khác, khi mà mọi người có kiến thức rồi thì mọi người mới có thể chọn ra được những cái thành phần đẹp nhất trong cái tầm giá mọi người ạ. Và với bộ sản phẩm này thì nó sẽ sở hữu hai cái đôn với kích thước là 40x50. À, như mọi người thấy đây, đôn cũng được bên em lọc lựa đều những thành phần cực kỳ là xỉ đẹp của gỗ luôn. Thế hy vọng là mọi người khi mà nhìn vào những cái sản phẩm của bên Gold Long Ly thì có thể cảm nhận được cái tâm huyết mà bên em đặt vào để dựng lên sản phẩm. Và như mọi người thấy thì ở trong kho này còn rất là nhiều gỗ. Khi mà nhập gỗ từ châu Phi về, đa phần là em sẽ xẻ ra để đánh trồng ngay để gỗ nó có thời gian co ngót cũng như là nó thở. Thì như thế khi mà mọi người đặt hàng thì chúng ta mới có thể cho ra được những cái sản phẩm đẹp và chất lượng của mình nhé. Đó. Rất là nhiều gỗ để mọi người có thể sử dụng. Và cảm ơn mọi người đã theo dõi đến thời điểm hiện tại. Và nếu mọi người có nhu cầu về những mặt hàng gỗ nguyên khối ấy, thì có thể liên hệ trực tiếp với em theo số điện thoại là 0865 183 185 hoặc 0836 138 383. Đấy, chắc chắn là em sẽ đem lại cho mọi người những cái sản phẩm đẹp nhất trong cái khả năng của bọn em. Và hẹn gặp lại mọi người ở trong các clip sau.